Boeing 7879 Dreamliner, Vietnam Airlines, Frankfurt, Sài Gòn, VNA 867. Vâng, thưa các bạn, trên màn hình các bạn đang theo dõi là một chiếc máy bay của Vietnam Airlines, chiếc máy bay mang số đăng ký VNA 867. Nó đang thực hiện một hành trình quốc tế từ Frankfurt về Sài Gòn. Và máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự là thời tiết quá chán, vừa nắng lại còn vừa mù nữa. Quay máy bay từ rất xa thì sẽ bị hít nhiệt và hình ảnh không được rõ nét. Cũng một phần là máy quay của mình cũng không được xịn sò lắm, nên các bạn hết sức thông cảm nhé. Vâng, thưa các bạn, Vietnam Airlines sở hữu cả hai dòng máy bay thân rộng hiện đại là Airbus A350-900 và Boeing 787. Dòng Boeing 787 của Vietnam Airlines được khai thác rất nhiều tuyến quốc tế. Một trong số chặng quốc tế đó là sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Narita, Tokyo. Và trong chặng bay Tân Sơn Nhất Narita vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, sử dụng chiếc Boeing 7879 mang số đăng ký VNA 867 đã xảy ra một sự cố được cho là có thể uy hiếp an toàn bay. Vâng, thưa các bạn, theo thông tin đăng tải trên trang Aviation Safety Network, theo đó, chuyến bay HVN-VN302 của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Tokyo, Narita, Nhật Bản, một chiếc Boeing 7879 bị nứt kính chắn gió phía trước bên trái khi bay trên FL410 trên đường qua Thái Bình Dương gần đảo Amami, Nhật Bản. Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy chuyến bay đã hạ cánh xuống FL310 và tiếp tục đến nơi thực hiện hạ cánh an toàn, không có báo cáo thương tích. Đường băng 16R đã được đóng cửa trong 3 phút để kiểm tra. Và đây là những hình ảnh được cho là chụp buồng lái của chiếc VNA 867. Được biết, sự cố nứt kính buồng lái máy bay thỉnh thoảng vẫn xảy ra trên thế giới với nhiều hãng hàng không. Trong quá khứ, cũng không ít lần máy bay của Vietnam Airlines xảy ra sự cố nứt kính buồng lái khi đang bay trên bầu trời. Tuy nhiên, tất cả các sự cố đều được xử lý một cách an toàn. Vào năm 2007, sự cố đã xảy ra trong chuyến bay VN534 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines cất cánh ngày 15 tháng 1 từ Paris về Hà Nội. Theo Vietnam Airlines cho biết, vào hồi 14:00 giờ Paris, tức là 13:00 giờ UTC, ngày 15 tháng 1 năm 2007, chuyến bay VNA534 do cơ trưởng Hoàng Văn Mạnh cùng phi hành đoàn và 297 hành khách cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle, Paris, Pháp về Hà Nội. Theo báo cáo trực tiếp của cơ trưởng Hoàng Văn Mạnh, sau thời gian bay 5:50, một số vết rạn nứt lớn trên kính chắn gió bên trái buồng lái đã xuất hiện. Sau khi hội ý nhanh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và máy bay, cơ trưởng Hoàng Văn Mạnh đã quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Baku, Azerbaijan. Một trường hợp khác xảy ra vào năm 2011. Chuyến bay mang số hiệu VN1118 của Vietnam Airlines khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 9:20 sáng ngày 23 tháng 4 năm 2011 và dự kiến đến Hà Nội lúc 11:20 cùng ngày. Tuy nhiên, khoảng 40 phút sau khi cất cánh thì tổ bay phát hiện kính của buồng lái bị nứt nên cơ trưởng phát lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí thì đại diện Vietnam Airlines cho biết tổ bay của VN1118 phát hiện máy bay bị rạn nứt kính bên trái của buồng lái đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sự cố gần đây nhất của Vietnam Airlines xảy ra vào năm 2016. Theo đó, một máy bay từ Hà Nội đi Cần Thơ vào sáng ngày 21 tháng 6 năm 2016 đã phải hạ cánh ở Thành phố Hồ Chí Minh vì nứt kính buồng lái ở độ cao hơn 10 km. Cụ thể, vào lúc 7:30 sáng, chuyến bay VN1201 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội đi thành phố Cần Thơ, chở theo 177 khách và 7 thành viên tổ lái. Máy bay có số đăng ký VNA351. Trên đường bay từ thành phố Hà Nội vào thành phố Cần Thơ ở độ cao hơn 10 km, máy bay đã bị sự cố nứt kính buồng lái. Do sân bay Cần Thơ không có đủ trang thiết bị kỹ thuật sửa chữa nên tổ bay đã bình tĩnh giảm tốc độ và độ cao, đồng thời đưa máy bay về hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 9:30 sáng cùng ngày. Thưa các bạn, rất nhiều các hãng hàng không lớn trên thế giới đã gặp phải tình trạng nứt hoặc bể kính buồng lái. Có thể kể đến như Delta Airlines của Mỹ, British Airways của Anh, hãng hàng không Tứ Xuyên của Trung Quốc, vân vân và mây mây. Còn nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên thì có khá nhiều nguyên nhân, kể cả những nguyên nhân đã được biết và những nguyên nhân chưa được biết đến. Tuy nhiên, có một nguyên nhân được giải thích, đó là
Việc rạn nứt thường xảy ra ở những chuyến bay đường dài do việc sưởi ấm kính bị quá tải vì bay liên tục trong một thời gian dài. Thưa các bạn, trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả với những ngành được cho là cực kỳ an toàn và có tiêu chuẩn an toàn khắt khe như hàng không. Chính vì thế, chúng ta hãy bình tĩnh sống và tận hưởng cuộc sống một cách tuyệt vời nhất. Còn bây giờ chúng ta hãy chiêm ngưỡng cất cảnh chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Nếu hay thì quên cho mình một like, một xem comment, một nút đăng ký kênh, một nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều.